Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hơn, để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời
thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi, bạn bè ơi vang đôi từng giọng nói tiếng cười. Đấy, cơ ngôn ăn thuận ở đây này, các đơn vị trên này, các cụ đơn vị trên ở mặt bằng nếu có ước ngon trong cuộc đời này, mọi người đều luôn đứng đứng. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 15 tháng 9 năm Canh Tí 2020. Tất cả tập thể các bạn cựu học sinh khóa đầu trường cấp 3 Ninh Giang khóa 1965-1967, hôm nay đến đây ở chùa Thượng Tự dâng lên các đấng thần linh hộ độ trì cho tất cả anh em chúng tôi bình an mạnh khỏe, an cư lạc nghiệp, hạnh phúc gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chợt sớm niềm thiết tha
nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tim đập nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những trong những kỷ niệm xưa. Hội cựu học sinh khóa đầu trường cấp 3 Ninh Giang năm 1965-1967 xin tôn trọng cảm ơn. Mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho trên hàng mi, trên bờ môi và trong